Vâng, chào mừng quý vị lại đến với kênh YouTube của bên Nguyên Vũ Auto nhé. Và tiếp theo thì em cũng đúng là ngày hôm nay em cũng đã dành được một thời gian, vâng, để lại tiếp tục lên sóng với quý vị. Vâng, sau gọi là những chuỗi thời gian để đóng hàng cũng như là xử lý chuyển giao hàng cho quý vị, thì em lại tiếp tục có thời gian rảnh rỗi để em lại quay các cái video clip lên nhé. Một số quý khách điện cho em những sản phẩm, một số sản phẩm thì em cũng chưa vào trong kho để em lấy ra được, thì cũng mong quý vị thông cảm. Có gì ngày mai em sẽ tranh thủ, bởi vì cái vào kho lấy hàng nó cũng rất là lâu. Một hai người vào thì nói thật với quý vị có khi cả tiếng trời luôn không làm được cái gì cả, bởi vì nó nhiều đồ quá. Vâng. Ok nhá. Em xin đi vào chi tiết các sản phẩm cho quý vị luôn. Không có hôm nay cũng hơi nhiều sản phẩm, sợ lại không kịp. Vì mỗi một video clip là nó chỉ cho giới hạn cái thời lượng thôi, cho nên là không thể nào mà hết được. Trước khi đi vào chi tiết sản phẩm thì em cũng xin quý vị dành ra cho em khoảng 1 phút nhé, để ấn nút đăng ký kênh nhé. Vâng, quý vị hãy ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho bên em nhé. Dạ vâng. Đấy. Kênh của bên em hiện nay là mới chỉ được xấp xỉ 30.000 lượt đăng ký. Vâng. Đấy. Trước đây bên em còn có một kênh nữa, nó cũng rất nhiều lượt đăng ký, khoảng tầm gần 100.000 lượt đăng ký, nhưng mà trước làm cách đây 4 năm rồi. Vâng, làm về đồ karaoke các thứ thì kênh đấy bên em không 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 làm về cái đồ này nữa. Vâng. Quý vị tranh thủ ấn nút đăng ký kênh cho em nhé. Vâng. Ok, đấy, trên đây là một số các sản phẩm mà hôm nay em sẽ giới thiệu với quý vị. Vâng. Đấy. Ok nhé, em sẽ đi nhanh vào các sản phẩm luôn để quý vị và các bạn theo dõi cho tiện nhé. Em trước mắt nhé, em xin giới thiệu hôm nay là có 4 cái cục công suất nhé. Vâng, vừa rồi thì em lên có mỗi 2-3 cục công suất, đâm ra là quý vị cũng cũng đã lấy hết rồi. Vâng, em hôm nay em tranh thủ lấy ra được thêm 4 cục nữa nhé. Đấy. Ok nhá. Đây là cục công suất của Victor, hãng Victor, với thương hiệu đây. Đây có con chó người kèn, là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Và chất âm thì không phải suy nghĩ rồi, chất âm không phải suy nghĩ rồi. Đấy, con này cao của nó cỡ khoảng 10 10 10 mấy thôi. Đấy, em lấy cái thước đo chuẩn. Ok nhá. Đây. Cao khoảng 17. Đấy. Cao khoảng 17. Sâu khoảng tầm 34. Đấy. Và ngang khoảng tầm 18. Đấy. Con này của nó, tiếng của nó thì rất là hay nhá. Nói chung là hay với em thôi, nhưng có một vài quý vị bảo là ui hàng động nát này hay gì. Vâng. Thực sự ra là hay với người hay, còn không hay thì với người không hay. Con này thì của nó là đâu nhỉ? Công suất ở đây, công suất của nó 50W. Công suất của nó là 50W. Vâng. Toàn chữ nhật, em chả nhìn thấy gì nữa. Vâng. Công suất 50W. Ok. Đây con này nhá, con này là cắm đường qua điện thoại ở đây nhá. Cắm được điện thoại 3.5 GHz vào đây. Còn đây là đường loa nhá. Đấy, đây là đường 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 để cắm AM với cả FM này. FM đây, AM đây. FM đây. Đấy. FM chỉ cần một dây loa cắm vào đây, dây đồng trục cắm vào đây là nếu mà chỗ nào bắt sóng tốt là bắt được. Con này gồm có các chức năng như sau. Tab này, CD này, MD này, FM này. Đấy. Nói chung là em nói luôn với quý vị nhá, là 4 con này em chỉ bán chạy công suất không thôi, còn các chức năng khác là em không quan tâm nhá. Bởi vì sao, nó quá rẻ. Về những cái này về quý vị tự đưa vào xem nó chạy hay không nhá. Bởi vì em sẽ bán giá nó rất là rẻ.
Và với giá này thì gần như là nó gọi là những cái dòng này thì nói thật với quý vị gọi là gỡ gạc lại cái tiền và vận chuyển về thôi. Chứ còn để mà bán lời thì đấy, quý vị đóng ví dụ đóng những con như này xong rồi lại mua xốp mua thùng rồi vận chuyển đi vận chuyển chuyển các kiểu sang Viettel rồi tùm lum băng dính băng reo đấy, rồi tiền gốc của nó cuối cùng là thành ra là chỉ là gọi là gần như là bán xả ra thôi nhá, không có lời lãi gì con này cả. Ok nhá, con này thì của nó em tất cả dòng này em bao chạy công suất thôi nhá, bao chạy công suất. Giá của con này nhá, giá con này của nó nặng trịch luôn, con này tiếng em thử tiếng hay lắm, vâng tiếng hay phê, quý vị thử các nhạc sống nhá, thử các nhạc sống rất hay. Con này em bán giá của nó là 480.000 nhá, 480.000 cho con này, và 480.000 chạy công suất. Ok tiếp đến nhá, đây là một con hàng hơi bị siêu hiếm, Yamaha CRX330 nhá. Đấy, Yamaha CRX330, con này chạy USB, chạy cổng iPod. Em bây giờ không còn USB và cũng chả còn cái cổng iPod này nữa. Đó. Và con này là CD nhá. Đấy, có 3 chức năng: CD, USB, iPod. Ở đây thì em không có đồ để thử. Đấy. CD thì bọn này là em không không quan tâm rồi nhá. Đấy, tất cả dòng này CD là về mắt đều kém, quý vị về tự thử nhá. Đấy. Con này chạy USB này, đấy, iPod này, đấy, CD này, nó ba chức năng như thế. Ở đây em cắm điện thì nó lên nhá, em cắm điện thì nó lên. Em con này em đo thử cái này của nó thì cao có 11 thôi, sâu có 18, ngang có 18 nữa. Đâu, sâu là 28 chứ, sâu 28 ngang 18 nhá. Vâng, đây, đằng sau của nó đây. Con này thì không thấy cái phần cắm điện thoại đâu cả, mà ở đây chỉ có cái chức năng là cắm USB. Đấy, quý vị có thể hình như có cái chuyển đổi cổng USB ra chân AV hay gì đấy, hoặc là cổng iPod ra chân 3.5 gì đấy, quý vị về search trên mạng nhé. Em thì không có các chân đấy. Con này nó thuộc dòng gọi là đánh cực kỳ chất lượng của bên Yamaha nhé. Trước em đã có một con này chạy CD, tiếng nó hay lắm, và thử tiếng của nó quá hay luôn, những dòng này, dòng chất của nó, dòng cao cấp. Con này em bán về cho quý vị nhá, về quý vị nghiên cứu chạy USB và chạy iPod nhá. Con này em bán giá là 650.000. 650.000 nhá. Vâng. Thôi, em bán ngày đi cho nó dễ đi. Vâng. Em bán là 450. Đấy. 450 cho này nhá. Cho quý vị về quý vị ấy nhá. Quá đỉnh luôn. Về quý vị, về quý vị ấy. Còn em con này thì em chỉ bao cắm lên nguồn thôi, chứ còn em không bao chạy gì cả, USB em không có nhá. Đấy. Ok nhá. Tiếp đến. À đây, đọc công suất của nó nữa, quên luôn. Công suất của nó là 25W nhá. Đánh bọn này đánh loa toàn giải các thứ hay lắm. Công suất 25W và made in Malaysia. Đấy. Chân loa này, đấy. Có cổng out, subwoofer nhá. Anten. Tiếp đến nhá, em xin giới thiệu con này là con Sony M35 nhá, Sony M35. Con này nó có cổng USB nhưng mà không biết là có dùng để cắm USB hay là dùng để làm gì. Đấy. Cái này thì về quý vị nghiên cứu xem. Còn con này em sẽ bao chạy công suất nhá. Đấy. Tất cả dòng bao chạy công suất, con này cũng có tính năng là chạy cassette này, MD này, FM, AM này, CD này, đấy. Và phát nhạc qua điện thoại nhá. Đấy. Nó có tính năng như thế. Con này em bán với giá là con này em bán giá là 650.000 nhá, 650.000. Thôi. Con này em bán giá là bán luôn cho quý vị giá thời Covid luôn nhá. Bán bốn trăm rưỡi nhá, 450.
con Sony này tiếng nghe phê lắm nhá, 450 đấy, cho quý vị mua nhanh những con này nhá, 450. Quý vị nào không mua giá 450 vào lúc này thì em sẽ lại bán giá cao hơn nhá, trên 500 hoặc là trên 600 gì đấy nhá. Mỗi một video quý vị nhá, mỗi một video có thể hôm nay em bán giá 500 nhưng ngày mai em có thể bán giá 350 đấy nhá. Đấy là do tùy cảm hứng và tùy mức độ gọi là chịu lỗ. Ok nhá, con tiếp tục con này nhá. Con này là con Kenwood. Đấy, như vừa rồi là một số quý vị em thanh lý rất nhiều các mặt hàng á, rất nhiều quý vị mua hết sạch luôn, không gần như các hàng không còn cái mặt hàng gì mà trên các video mà em quay gần như sạch sẽ luôn. Vâng, xuất hiện con nào là mua ngay con đấy luôn. Đấy, thậm chí là rất nhiều các cửa hàng cũng điện đặt hàng cho bên em. Vâng, chứ không phải là gì, bởi vì giá quá rẻ. Con này nhá, con này em nói luôn nhá, con này là cắm điện nhưng mà nó lên báo đèn đỏ xong rồi ấn phát nó lại tạch phát thì nó lại không thấy lên nhá. Con này em bán xả thanh lý, con này của nó Kenwood về quý vị đánh loa toàn giải rất hay, 33W, 33W nhá, tất cả điện 100V hết nhá, made in Malaysia này, có cổng AUX này. Đấy. Đấy, con này mất cái volume nhá. Đấy, nhưng mà vẫn núm vặn bình thường, về quý vị đưa một cái volume vào, đưa một cái núm vặn vào là ok nhá. Con này em bán xả thanh lý cho quý vị nhá, giá rẻ bèo cho quý vị luôn, về quý vị tự ngâm cứu, cho các anh em thợ tự ngâm cứu là 140.000 nhá, 140.000 con Kenwood này. Đấy, có thể nó để lâu nó không lên điện hoặc là gì gì đấy hoặc là như thế nào đấy, nói chung là em bán xác thanh lý và không quan tâm gì đến gì cả, không quan tâm đến mọi thứ, chỉ bán là 140.000 xả nhá. Đấy, con này không, em nói luôn không chạy nhá. Ok, tiếp tục nhá. Đây là em về được hai đôi loa nhỏ nhảy nhá, vì những đôi loa nhỏ lần trước này em đã bán hết rồi và khách hàng thì phải nói là gọi điện liên tục cho em là tìm cho anh ngay, có phát là quay lên luôn cho anh luôn đấy, chứ đừng có lại để lại 3-4-5 hôm sau xong rồi lại mấy quay lên vì anh đang rất cần đấy. Đấy, có khoảng tầm chục anh cũng đang cần những cái loại loa nhỏ này nhé, hay em quay lên luôn. Con này thì đây, gỡ này ra sợ nó ấy, nó xấu. Đấy, bát nó nhỏ thôi, bát này bọn này nó nhỏ, nhắc bát khoảng tầm 8 hoặc là 6 hoặc 8 gì thôi, bé lắm. Cao khoảng 12 nhá, quá nhỏ gọn. Sâu là 10, ngang là 8,5. Đấy, đôi này nhá, đôi này xem, đôi này về quá đẹp luôn, màu vân gỗ đen nóng nánh rất hiếm, màu đen rất hiếm. Đấy, Onkyo L1 made in Malaysia. Đấy, chả thấy gì, 30W, ui giời, gì mà lại kinh khủng thế nhỉ, con này làm gì 30W, con này ngang với lại, con này chắc là chắc giỏi lắm, em nghĩ là chỉ khoảng tầm 6 cho đến 10W, nhưng 30W. Vâng, đấy, nó ghi như thế, em cứ đọc như thế rồi nhá. Đấy, nó ghi mắc như thế nhưng mà khả năng cũng có thể, bởi vì nó có sức chịu đòn ghê gớm. Ví dụ giống như con này thế đây, em cứ nghĩ là phải vận nhỏ một cái cục của Onkyo lên, thế mà vận cái cục Onkyo lên mà em thử nó lên cả mức 50% luôn, trong khi đánh cái loa to cũng chỉ là 40% cho đến 45%, thế mà thằng này phải vận 50% lên. Đấy, thì chứng tỏ là nó cái mức công suất chịu đựng được của nó, bọn này nó cũng ấy, nhưng mà quá công suất đấy thì bọn này loa nhỏ nó lại thành ra lại không thể chịu đựng được như loa to. Đấy, quý vị lưu ý nhá. Cái này thì tất cả những cái này em bán theo chiếc nhá, nhà em bán theo chiếc. Con này thì em bán là 350 một chiếc nhá, 350 một chiếc này. Đấy, rồi em đáng nha, con này em bán 500 nhưng mà thôi bán 350 một chiếc này nhá, hai cái này là 700 nhá. Đấy, rất hiếm nhá, về còn những cái dòng này về làm những cái loa vệ tinh các thứ gì đấy hiếm lắm, và những nơi mà cái phòng nó nhỏ ấy, không sử dụng được loa to phải dùng loa này nhá. Đấy, tiếp đến nhá, em xin giới thiệu con Onkyo. Vàng Onkyo này hôm trước em đã giới thiệu một lần rồi. Vâng,
Đấy, con này cao của nó là 17. Cái đường kính hoa bát của nó 8 nhá. Sâu của nó là 10 12. Ngang của nó là 10,5. Đấy. 40W trở kháng 6 ohm, made in Chiller. Đấy. Con này thì made in Chiller. Cùng là OnKyo nhau, nó đặt hai nhà máy tại hai nơi. Bởi vì nó số lượng nó bán quá lớn cho nên là một ông không thể sản xuất ra nổi, nhưng mà phải hai ông nhé. Tất cả các cái linh kiện này của nó, quý vị an tâm, của nó toàn bộ là từ Nhật chuyển sang, sau đó là nắp ráp thôi nhé. Bởi vì bên Nhật là của nó là không cho đặt nhà máy bởi vì lý do là ô nhiễm môi trường. Đấy. Ok nhé. Đấy, toàn những dòng này chất lượng tiếng hay và đã được đảm bảo ở trên thị trường rồi. Con này của nó là những chiếc đẹp bình thường khoảng tầm 600.000 một chiếc, nhưng mà những cái này em bán giá rẻ nhé. Con này em bán là 390.000 một chiếc thôi, em bán cái này là 360.000 một chiếc nhé. Hai chiếc là 720, thôi lấy hai chiếc 700 đi. Đấy, lấy nẻ. Đấy, lấy nẻ thôi, có hai chiếc lấy, quý vị lấy luôn nhé. Đấy. Đấy, con này thì về có một tí này, sứt này, nó không ảnh hưởng gì cả, mặt trước các thứ ok. Đấy. Đấy. Ok, đây. Tiếp đến nhé, em giới thiệu đôi loa. Vâng, đi nhanh không ạ, hết giờ. Đôi loa, vâng. Đôi loa, đây đôi loa rời, nó chả hiểu có nó của hãng gì, BAG gì đấy đây, nhưng không phải đây, em nghĩ con này là của dòng một là dòng Bana này. Em nghĩ là những cái bọn này của Bana này, hoặc là của bên thường là của Bana, nó sẽ không ghi tên nhá. Thường của Panasonic này nó sẽ không ghi tên luôn. Đấy. Nam châm 2 tầng 2 lớp nhá. 2 lớp. Nam châm kép. Đấy. Chiều hai lỗ là 13. Đấy. Ok nhá. Đấy, quý vị xem em đo nhá, mà tính toán, nói chung là kiểu gì kiểu đây, hai lỗ đây. Hai lỗ đây, quý vị nhìn kích thước là biết này. Đấy. Đấy, quý vị nhìn thước này. Đấy, em đo nó sẽ nhiều lúc em mắt em lệch 1 2 ly nhá. Đấy. Đôi này nhá, đôi này em bán giá rẻ luôn nhá. Đôi này em bán giá rẻ luôn là 390.000 một đôi này nhá. 390.000 một đôi này luôn. Đấy, cho quý vị nhá. Đấy, quý vị nào lấy liên hệ với em, có 100 mấy chục nghìn này thôi nhá. Quá rẻ và bèo, kể cả loa gì, loa vớ vẩn, quý vị khó mà mua chiếc nhảy mà với 100 mấy chục nghìn, em nói luôn nhá. Chứ đừng nói là những loa nhảy, những loa hàng Nhật về, quý vị không bao giờ mua được giá này luôn. Ok nhá. Đấy. Cho nên là những cái giá này nó rẻ, cho nên là rất nhiều anh khách mua về dự trữ luôn. Em nói luôn nhá. Rất nhiều anh khách mà anh mua của em 3-4 đôi rồi anh vẫn mua về dự trữ xong. Anh bảo là thế em mua gì nhiều, anh mua gì nhiều thế. Anh bảo anh mua về thích thì bạn anh có ai mà cần anh lại cho bạn anh. Đấy, lại còn như thế nữa cơ. Rất là hay. Em nhiều lúc em cũng hỏi mà không hiểu vì sao mà lại mua nhiều thế. Và tiếp đến nhá. Đây. Đây là một đôi kiêng gang khủng khiếp. Đấy. Sony made in Japan. Công suất 40W. Trở kháng 8 ohm. Hôm trước có một quý vị hỏi em là lúc nào tìm cho anh một cái chiếc loa 8 ohm loa chung nhá. Đấy. Đấy. Thực sự là khó kiếm luôn, bởi vì toàn 6 ohm 14 ohm. Những cái loa 8 ohm này cực kỳ hiếm luôn. Đấy. Bởi vì làm ra những cái chiếc loa 8 ohm này rất là phức tạp và khó. Đo hết cái kiềng của nó là 14,8. Đấy, nhưng mà để mà đo gân vành gân bên trong của nó là chỉ là 12,5. Đấy. Nói chung là em đo như thế thì quý vị và các bạn xem thôi. Đấy, còn hai lỗ chéo của nó là rơi vào 19 nhá. Đấy. Đấy. Đôi này nhá, đôi này của nó những cái dòng này rất là đắt tiền. Hôm nay của nó là rơi khoảng tầm 1,8-1,9 gì đấy nhá. Nhưng mà em sẽ bán rẻ cho quý vị nhá. Đấy. Made in Japan này, kiềng gang nhá. Đấy. Đấy. Đôi này em bán 1 triệu
350.000 nhá. Đấy, 1.350.000. Ok. Trước khi chuyển giao những cái này em sẽ test cái này cho quý vị nhá. Quý vị nào mà lấy hàng của em rồi em test gửi Zalo. Quý vị nào mà chưa lấy hàng của em test gửi thẳng lên YouTube luôn nhá. Đấy. Ok nhá. Đây, tiếp mục là có cái hai cái bàn là tự dưng lại dở hơi, nó lại lọt vào đây mà cũng chả hiểu là tại sao cũng có. Em thanh lý luôn nhá, hai con này. Đấy, đây là bàn là hơi lước luôn. Bàn là hơi lước luôn, vâng, rất cần luôn. Đấy. Chả hiểu nó sử dụng kiểu gì đây. Đây, gạt lên gạt xuống này. Đấy. Bấm hơi lước. Bàn là hơi lước nhá. Bàn là hơi lước điện 100V. Đấy. Đấy. Tôi thanh lý luôn cho quý vị luôn nhá. Có thanh lý luôn này, đấy. Quý vị nhìn này. Em mấy con này em không để ý rồi, em quay thì quý vị nhìn thôi, nhiều lúc có khi quý vị nhìn trên video còn tinh hơn cả em. Đấy. 800W 100V. Đấy, 800W 100V. Đấy. Con bàn này nhá của hãng Nex này. Nex nhá. Con bàn là của Nex nhá. Ôi, con này em bán rẻ luôn đi. Con bàn này em bán là 250 đi nhá, thanh lý tô mù 250. Vâng, đấy. Nhưng khả năng bọn này thì chắc là 10 phần thì chắc là sống cả 10. Vâng. Bán tô mù 250. Để cho quý vị là liệt quần áo, sắp đến mùa đông rồi nhá. Mùa đông mới cả mùa thu, mùa ẩm đến nơi rồi, nhà nào cũng phải cần dùng đến bàn à hết quý vị nhá. Đấy. Tiếp đến là một em ở trong này nhá. Em trong này khủng bố đấy. Ok, biết là em khủng bố rồi. Đấy. Ai rồi ôi, như mới, đẹp long lanh. Có mỗi một tí tỉ tị gọi là xước nhỏ, ni ti nhỏ xíu, còn đâu là cực đẹp. Cực đẹp, hàng cực đẹp luôn. Đấy. Tay về cầm tay nắm, bàn là không dây. Bàn là không dây nhá. Bàn là không dây luôn. Đấy. Đấy, bình thường những con này nhá là phải tầm 800-900. Bàn là không dây, thương hiệu gì này. Sanyo nhá, Sanyo quý vị không phải nghĩ rồi nhá. Thương hiệu của đồ điện gia dụng của người ta thì gọi là nhất luôn. Nhất là những hàng nội địa này thì nhất luôn. Bên mình thì rất khó kiếm những dòng này. Đấy. Sanyo. Đấy. Ok. Đấy. Con này những con này nhá, 800 thì là 800 đến 900 thì là giá đấy, quý vị thích thì em có thể là ủi cho cháy khét nẹt em quay video lên được nhá. Bao nhiêu em con này em bán thanh lý luôn. Đấy, về quý vị đấy, bàn nào thì quý vị biết rồi đấy, nó chả có gì để mà giống như kiểu đồ điện tử, nó rất đơn giản nhá, gần như chả bao giờ hỏng. Đấy, còn lại còn như thế này luôn, quý vị nhìn này, độ nhìn độ mới này, biết là bàn là người ta gần như là chưa sử dụng luôn, nhìn độ mới này biết đấy, gần như chưa sử dụng nên trên độ hỏng nó không có. Ví dụ muốn xem cái độ hỏng hóc có thì nó phải là cháy khét lẹt đen xì cái bàn nào. Đấy, còn nhìn này là biết nhá, không dây nhá, bàn là không dây. Đấy. Sanyo đâu à? Công suất 1.300W nhá. Công suất 1.300W. Đấy. Điện 100V. Ok nhá. Đấy, nhìn như xe ô tô. Ok, con này em bán đấy như vừa xong, còn đâu là em bán giá tù mù cho khách là bây giờ là chơi luôn, là bán giá thanh lý thì là nhanh 590.000 nhá. 590.000 bán thanh lý tù mù. Đấy, ok. Đấy, như thế cho nhanh. Để em còn chuyển sang cái khác nhá. Đấy. Tiếp đến nhá, em xin giới thiệu cái đôi Onkyo 102A XLTD. Đấy, đôi này thì phải không phải suy nghĩ luôn nhá. Đôi này thì của nó là đỉnh đầu bảng rồi, quý vị gần như tìm không thấy có đâu nhá. Quý vị tìm không thấy có đôi này nhá. Em nói luôn. Rất ít. Rất ít và gần như không có. Đấy, em nói thẳng luôn, quý vị có đào bới có xẻ xiệc cũng không thể có được. Những dòng giới hạn này nhá, em nói luôn, những dòng giới hạn này phải đặt. Phải đặt thì mới có chứ không phải là mua đổ xô có đâu, không có đâu. Cái này toàn phải đặt, hàng đặt hết. Đấy. Kích thước đường kính bên ngoài là vành là 15. Còn bên trong của nó thì là 10
bên trong của nó là 13 à 12 và đấy 12 12,5. Đây. Đấy. Gọi là 10 12 12,5. Đấy. À, độ cao. Độ cao của nó dòng 102 nó cao hơn các dòng khác nhiều nhá. Độ cao của nó là 29,5. Đời cao hơn các dòng khác nhiều. À, ngang 17 và sâu của nó là 26. Đấy. Công suất của nó đây. Con này bị một tí trên này. Đấy, nhìn đằng sau long lanh chưa? Made in Japan. Công suất của nó là 30W. Đấy. Gì đây? PT tật gì đấy? Power head loading gì đấy 30W tiếp này. Đấy. Trở kháng 4 ohm nhá. Trở kháng 4 ohm cho tiếng bắt nó xuống sâu, cho giải trầm xuống sâu. Ok nhá. Đấy. Đây, xem mà đằng sau đít con này tiếp. Đấy, long lanh cảnh đàn. Đôi này thì bình thường những đôi này về nó sẽ phải rơi ở tầm khoảng tầm 4,6 triệu nhá. Thế em nói luôn quý vị không phải là ít gì đâu. 4,5 triệu, 4,5 triệu. Nhưng vào ngày hôm nay nhá. Vào ngày hôm nay em lại bán giá rẻ cho quý vị nhá. Đấy. Ok, em tiếp tục cái con này 102 AX NTD. Và con này rất hiếm. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy. Nó loáng luôn nhá, nó khác với các con khác. Đây, ví dụ các con khác nó chỉ nhài thôi. Nhợt nhạt nhài thôi, con nào giống như con nào. Đấy, những dòng này thì nó khác. Đấy, quý vị này em chiếu này biết là nó có một cái lớp bóng phủ và nó lịch sự hơn các con khác nhiều, đẳng cấp. Bởi vì nó là dòng giới hạn. Limited, tức là sản xuất phiên bản giới hạn nhá quý vị nhá. Dòng này của nó ấy, thì bình thường ấy là ví dụ như các đôi khác khoảng 10.000 đôi thì những dòng này nó chỉ sản xuất ra khoảng tầm 100 đôi. Đấy, để em nói luôn như thế. Cho nên là nó khác hoàn toàn và chất lượng nó làm tiếng nó khác hoàn toàn luôn, tiếng rất sạch sẽ nhá. Đấy. Con này thì em bán hôm nay em bán rẻ nhá. Hôm nay em bán chỉ trong video này thôi nhá. Chỉ trong video là em bán rẻ thôi. Là em bán là 3.890.000 nhá. 3.890.000, quý vị có đào đâu đi nữa không bao giờ có luôn giá này, cũng không bao giờ có luôn hàng này như thế này luôn, mà lại ngon đẹp như này luôn nhá. Đấy, ngon đẹp như này luôn. Đấy. Còn tất nhiên hàng cũ hàng bãi lúc nào cũng ấy rồi, cũng phải có vết này vết kia rồi. Quý vị lưu ý nhá, tất cả cái gân này là đã được làm lại rồi nhá. Là đã được thay hết. Đấy, em nói luôn bởi vì những cái dòng này mà không ấy nhìn trong cái đôi loa nó nhìn về gân việc nó mục, nó tệ hại quá, đâm ra bắt buộc phải làm. Đấy. Còn nếu mà quý vị không thích thì là bên em lại nhờ cái bên làm gân người ta tháo cái gân ra đấy về quý vị tự làm. Đấy, tùy đấy. Còn quý vị mà sử dụng được thì vẫn sử dụng được vì nhà em vẫn làm cho quý vị nhà và vẫn chưa ai nói điều gì cả. Ok nhá. Tiếp đến em xin giới thiệu đây, con Omni Marang nhá. Con Omni Marang. Con này đời cao luôn nhá. 80 A MOSFET, dòng đời rất cao. Vâng, dòng đời rất cao. Đấy. Con này nó có một cái nút này, à không phải nút. Đây có một cái điểm gì của nó là nó bị hơi bị mất cái này đây. Đấy. Con này của nó thì hàng đỉnh cao luôn. Đấy. Con này của nó thì đâu nghe đâu rơi vào là thiên hạ bán khoảng tầm sấp xỉ 10 triệu gì đấy nhá. Thiên hạ bán khoảng tầm sấp xỉ 10 triệu đến 10 triệu 10 triệu rưỡi một con như thế này. Đấy. Tuy nhiên nhá, hôm nay em cũng bán xả ra luôn cho quý vị nhá. Con này thì nặng chĩu, con này B thì nặng kinh người, con này đánh thì đấy, Marang con này đời đỉnh rồi. 250W, điện 100V. Đấy. 4 đến 16 ohm là đánh 1,2, còn đâu là đánh 1+2 là 8 ohm. 1+2 là 8 ohm, còn đâu là đánh 1 hoặc 2 là 14 đến 16 ohm, giải rất rộng nhá. Đấy. Đấy, toàn chân này của nó như là mạ vàng hết hay sao. Đấy, nhìn đằng sau là hơi tối tí. Đấy. Đấy, nhìn qua là biết hai tụ to vật vã. Đấy. Hai hàng hai bên. Con này em sẽ mổ xẻ ra sau nhá. Đấy, quý vị search trên mạng trước, xong này thích thì em sẽ mổ xẻ ra sau. Ngó thời gian nó nhiều quá. Vâng. Chỉnh bát chép này, đánh AB này, dòng class A này, đánh càng nóng càng hay nhá. Đấy.
dòng này thì của nó đời đỉnh cao của Marang rồi nhá, đỉnh cao của Marang luôn rồi đấy, không phải nghĩ. Con này thì em bán rẻ luôn cho quý vị nhá, con này em bán rẻ luôn, con này em bán đây, con này em bán đây, nó có một tí này thôi, em bán thanh lý luôn nhé, em bán thanh lý luôn. Con này em bán thanh lý luôn 6.900.000 nhá, 6.900.000 đấy. Đấy, con hàng cũng long manh như ai luôn, 6.900.000 nhá, thanh lý luôn đấy, thanh lý xấp xỉ gần 50% rồi nhá, cho quý vị luôn đấy. Tiếp đến nhá, em thanh lý cái đôi vỏ 102A nhá, đôi vỏ 102A đấy, có phân tần ở bên trong nhá, phân tần bên trong này đấy. Phân tần này, à, phân tần này cũng phải bằng nửa bàn tay luôn đấy. Đấy. Phân tần luôn đấy, hiếm hiếm cái đôi loa nào mà lại có được nhỉ. Đấy, đằng sau này, đằng sau bọn này là hơi bị bè bè một tí này. Đấy, hơi bị bè đấy, hơi bị một tí này, có thể do nó ẩm hoặc là gì để nó hơi ấy ra. Về cái này nói chung là chỉnh sửa được mà đấy. Đấy, chân giác các thứ rất khủng khiếp đấy. Cái thùng của nó gỗ chất lượng đầm ra nặng phết đấy. Nặng phết quý vị ạ, thùng của nó chất lượng gỗ nặng phết. Ok nhá, ở con này thì em bán đây, coi như phân tần, bộ phân tần coi như là khoảng 300 đi. Phân tần này khoảng 300 đi, cộng với đôi vỏ thùng khoảng 150 đi. Thế là 450. Thôi, em bán là 390.000 đi. 390.000 cho cái đôi vỏ này đi cho nhanh thôi nhá. Quý vị nào, em nói luôn nhá, quý vị nào đã kết là phải múc là phải nhanh tay nhá. Bởi vì những cái này là mọi người lấy nhanh lắm, chốt lại và chuyển khoản rất nhanh. Nên là như hôm trước em cũng bán một đôi, thế là có anh khách anh vừa bảo là để anh suy nghĩ tí xong rồi anh alo lại. Thế khoảng tầm nửa tiếng sau anh alo lại thì lúc đấy một anh khách đã chốt rồi, mà suy nghĩ lại thì suy nghĩ quá lâu, bởi vì khi mà người ta chần chừ khoảng 3 đến 5 phút hoặc 10 phút là người ta đã gọi lại rồi. Đây mà gọi cả đến nửa tiếng, hơn nửa tiếng trời thì cũng không biết là anh ấy không. Đấy, thì thực sự ra là muốn gọi lại cho anh, nhưng mà gọi lại chỉ sợ là lại bảo là trèo kéo hay là cái gì đấy thì bên em rất là ngại nhá. Cho nên là cái đấy quý vị là khi mà chốt lại thì thật là nhanh cho em nhá. Ok nhá. Đây, con này thì em phải đo, không có quên mất đấy. Đây, con này của nó, cao của nó là 26 này. Ngang của nó là 16,5 này. Đấy, con này có độ sâu rất là sâu, sâu là 26 này. Đấy, sâu này thể hiện được cái lực âm súp bát này, cái ống thông hơi rất là kinh nhá. Con này có thể nắp được cả đến gần những cái đôi loa mà rất là nặng về tiếng bát. Đấy, vành của nó là khoảng tầm đây, vành của nó khoảng tầm 10, vành ngoài là khoảng tầm 13,5, còn vành trong của nó khoảng tầm 10,5. Đấy, về quý vị có thể tự điều chế một nhá, em cũng không để ý đâu. Đấy, nói thẳng ra luôn. Đấy, còn như con trên này của nó là vành ngoài là khoảng 10,5 gì đấy. Đấy, còn vành trong nó khó đo lắm. Thôi về quý vị tự ấy nhá. Đấy, đo cái đấy thì phải đo cả đến mấy ngày. Tiếp đến nhá, em thanh lý con Yamaha, vâng, thanh lý con Yamaha CTX1 nhá. Đấy, con này mất cái lúm này, đấy, mất cái lúm này, về đã sử dụng cái lúm khác này, đấy, họ cho cái lúm khác vào. Đấy. 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 Thôi, con này em bán thanh lý đi nhá, thanh lý đi. Còn những con này thì nó bình thường, nếu mà nó đẹp đẽ, nói chung là con này mặt thế này bị xước này, đấy, nó mà đẹp cứ đẹp như thế này thôi nhá, đây xước này, xước, nó cứ đẹp đẽ mà bình thường nó khoảng tầm 1.500.000. Đấy. Tuy nhiên nhá, những con này em bán về trưng bày cho quý vị 590.000 nhá, 590.000 bán trưng bày thôi nhá. Đấy, chả cần biết sống chết. Mà tốt nhất là em cắm điện lại lên cho quý vị để nó cho nó lên nhá. Để xem nhà luôn. Ok, đây cắm điện đây này. Đấy, lên đây này. Đấy, về quý vị tự ấy nhá.
Mấy cái này bán thanh lý đã lỗ sặc tiết ra rồi cho nên em cũng không quan tâm nhiều đấy. Về quý vị đấy, trưng bày làm nhào làm đấy, giò diệc hay làm nhào quý vị tự làm đấy, em không bao sống gì cả nhá. Đấy, bán thanh lý xả xác. Ok nhá, tiếp tục em sang một cái mục này nhá. Đây, mục này mục rất đặc biệt quý vị nhá. Hàng hàng chục người đang điện cho em về những con súp nhảy nhá. Đấy, em xả duy nhất một con súp 205 này. Hàng đẹp long lanh nhá. Long lanh cành đào. Đấy. Đấy. Đấy, hàng đẹp long lanh cành đào. Đấy, có mỗi một cái này là nó bị chắc là do đi ai người ta cầm ấy ấy tay vào nó hơi ấy, quý vị về căng mất chỉ khoảng 20.000 tiền căng, hoặc là tự làm mua cái ấy lưới về tự làm được còn mất khoảng 20.000 thôi nhá. Đấy, em sẽ bán sả thanh lý. Đó. Con này của nó là 65W nhá, 100V Indonesia nhá, điện 100V nhá. Đấy. Con này bát 20. Con này bát 20 nhá. Chiều cao của nó đây. Chiều ngang của nó là 23,5. Chiều cao của nó là 48. Đường kính loa bát của nó là bát 20 nhá. Đấy, ok nhá. Đấy, chiều sâu của nó đi. Sâu của bọn này nó rơi khoảng tầm 36 nhá. Đấy. Con này bình thường của nó là 4, nếu mà đẹp nhảy nhá, đẹp như luôn nhảy là 4 triệu 2, em nói thẳng luôn, đẹp nhảy 4 triệu 2, con này có chỉ bị tí thôi. Nhưng mà em xả duy nhất một con này thôi nhá, không có con thứ hai luôn. Em xả duy nhất con này là 3 triệu 490 nghìn con này nhá. Duy nhất một con này, không có con thứ hai luôn nhá. Đấy, quý vị ấy nhá, còn đâu là sau này sẽ bán giá khác chứ không bán giá đấy nhá. Tiếp đến nhá, em xin giới thiệu đôi đờ lông. Đôi đờ lông này, đấy, em đi nhanh không gọi hết giờ. Đôi đờ lông F07. Đấy, con này nó chỉ bị một tí này thôi, hơi bị tí này thôi, còn đâu đây. Đấy, kiểu dáng này. Đấy, hàng rất là ok luôn nhá. Hàng về này này gọi là rất đẹp luôn rồi. Ngang 22,5. Sâu của nó là 25 và cao của nó là 36 nhá. Đấy. Đấy, em tranh thủ đấy, bỏ cái căng ra này. Đấy. Con này gân việc là đã được thay rồi nhá. Đấy. Gân việc đã được thay rồi. Đấy. Gân việc đã được thay rồi. Đấy. Ở đây em thấy là hai cái này là thay, hình như là đấy, nó thay rồi. Gân thay rồi nhưng mà cái gân này hình như sờ nó hơi khác gân này một tí sao. Đấy, nhưng mà thử không vấn đề gì nhá. Đấy, như nhau thôi. Gân chỉ là cái giữ màng thôi nhá. Đấy. Nhìn cái chất lượng nó gần gần xem như nhau. Ok nhá. Đôi này của nó công suất đâu? Made in Korea, Hàn Quốc, 6 ohm 80W. Con này của nó nhé, con này của nó là em con này của nó bình thường nó rơi khoảng tầm 2 triệu 9 nhá. Bình thường là khoảng 2 triệu 9 3 triệu những đôi nhảy, thậm chí còn có thể là 3 triệu 2. Tuy nhiên hôm nay em bán giá rẻ luôn nhảy nhá. Đấy. Hôm nay em bán giá rẻ luôn đôi này cho quý vị nhá. Đôi này thì em bán giá là 2 triệu 490 nghìn nhá, 2 triệu 490 nghìn nhá. Ok nhá. Đấy. Giảm kịch liệt luôn. Đây, còn có em thanh lý con đài Sanio nhá. Thanh lý con đài Sanio, hình như em nhớ không nhầm này, con đài này buổi sáng nay em thử bởi vì nhiều đồ quá em không không biết được. Con đài này thử hình như là coi như không lên điện đi nhá. Đấy, bán tù mù bán xác luôn. Con này em bán là gọi là bán hai cái loa đi nhá, bán hai cái loa của nó đi. Hai loa loa này loa chắc là loa tàn giải rồi. Thì hai loa này thì em sẽ bán là của nó làm như này là khoảng tầm 390 nghìn một cái, hai cái là 800 thôi. Em bán này, hai cái loa này em bán là 500 đi, 450 cái đài này đi nhá. Hai này, 4 này, 60 này, đấy, sâu 20 này. Ok nhá. Đấy. 450 cái đài này về cho quý vị sửa nhá, đài to đấy nhá. Ok. Trên đây là em đã quay hết tất cả các thứ rồi. Vâng. Đấy. Mọi chi tiết về sản phẩm thì xin quý vị liên hệ với em theo số điện thoại là 0966 594 581. Địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Dạ vâng, xin quý vị hãy dành ra 1 phút để ấn kênh đăng ký giúp em nhé. Và nút chuông để nhận thông báo nhé. Xin quý vị đừng quên nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.